Vâng, và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Vũ Lít Craft. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video cho mình nha. Cái mod animation này nhìn thích vãi. Nhìn đang tập thể dục buổi sáng. Ok, thì ở cái tập này là mình sẽ tiếp tục cái tập trước. Chứ có cái quái gì đâu. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống dưới hang sâu rồi xem nó có gì ở dưới nào. Trước đi đi thì mình nghĩ là mình nên đi lên để mình thịt mấy con bò. Trời, trên tối rồi đấy, chắc là nên đi dùng cái túi ngủ ngủ thôi. Nhiều bạn hỏi cái mod ở đây. Nhiều bạn hỏi cái mod đấy là mod gì. Một cái mod không thể nghỉ ngơi. Bây giờ có quái vật đang ở gần nữa. Quái vật đang ở đâu cơ? Quái vật ơi. Thì nhiều bạn cứ hỏi mình cái mod mod này mod kia là gì, nhưng mà mình đã nói là mình chưa có nói đâu. Thế nào các bạn, sau một khoảng thời gian dài chúng ta sẽ nói với nhau như những người đàn ông. Ôi, đúng là không có khả năng. Mình sẽ dùng cái đuốc rồi nhá. Không biết đuốc rồi có sáng. Ui, đuốc rồi sáng đấy. Nó còn đẹp nữa chứ, như kiểu đèn led đấy. Thích phết đấy. Ở đây nó kêu có quái vật ở gần. Mà quái vật ở chỗ nào? Mình có thấy con quái nào đâu. Nói gì đến vật. Giờ đây có hoa anh túc rồi. Cuộc sống gọi là sống một quick every day. Ở kia nó ở tầng nào ạ? Cái mọn này là ở đâu, ở cái hoa là hoa gì nhỉ? Đấy, hoa anh túc à. Hoa này cấm trồng đấy, Việt Nam cấm trồng đấy. Ông nào léo ngoé trồng vào là bị bắt đấy. À, còn trước có rất nhiều bạn thắc mắc là tại vì sao cái cây này có thể trồng được ở trên tài nguyên. Thì mình xin thông báo đây là một cái loại cây cà rốt đặc biệt. Nó cũng là trong một cái loại mod mà mình đã cài vào chứ không phải là mod có sẵn. Vì thế mà sau một khoảng thời gian thì mình sẽ lại cho bạn biết cái mod này là mod quái gì. Cái đuốc bảy màu nhìn đẹp quá. Nó cũng dễ kiếm cái bảy màu nữa. Đấy, Brandboar đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi đào một ít sắt này về để mốt có thứ để mà làm nhẹ, làm chỗ hơi hay. Nhiều bạn cứ sợ là cái này sẽ rơi xuống dung nham, mình sẽ không làm gì được. Mình cũng lo vãi ha. Không biết mốt làm nào đây. Mình, ui cái gì á. Mình cũng kiểu sợ nó rơi xuống dung nham ấy. Ok, cất lại này đi. Hết đuốc rồi, cắm ngứa tay quá, cắm phát hết đuốc luôn. Đây có sắt này. Trò này càng nhiều sắt thì càng tốt. Đi phải đi mò sắt các bạn ạ. Ơ kìa, đặt nhầm rồi. Thôi lấy cái giường này đặt vào luôn ấy. Dù sao nó cũng chả đâu. Bây giờ đấy, nhiều bạn hỏi mình cái mod mà nhặt đồ là gì. Mình nghĩ các bạn đừng có lên xài cái mod nhặt đồ làm gì. Bạn thấy đấy, nhặt đồ nó rất là vất vả luôn. Bây giờ mình, nếu mà cho mình sự lựa chọn lại thì mình vẫn sẽ không chọn cái mod nhặt đồ này. Bởi vì nhặt nó mệt quá. Mình lượm từng cái một như chơi game ngày xưa. Muốn nhặt là phải lượm. Ví dụ như nó cho ấn chữ gì đó thì lượm vào đi. Không cho, cứ rơi đất vậy thằng phải lấy tay lượm. Ví dụ bây giờ ấn chữ E gì để lượm thì được, dễ thôi. Mà không, rõ ràng là không. Không cho đúng gì để lượm hết. Nhặt. Thôi kệ, dù sao mình cũng sẽ phải quen với điều đấy thôi. Phải tập quen với điều đấy đi. Đó. Nhặt nào. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ tìm một ít thứ nữa, linh tinh nữa, rồi sau đó sẽ đi lên. Rồi xây nhà, xây cửa. Chứ không thể sống mãi với cái cuộc sống gọi là lâm ly bi đát như này được. À, từ từ đào mấy cái này lên. Đào mấy cái tool này lên để xem mà nó có xây được cái nhà. Từ mình sẽ cắm đuốc không, các bạn này kêu là anh không cắm đuốc gì cả. Đấy, mình sẽ đào mấy cái đá lên để xem nó có thể làm được cái loại đá gì đẹp hơn, nó có thể làm loại đá gì đẹp hơn không, đúng không? Cái đá này hình như là làm sẽ đẹp hơn cái đá kia. Từ mình sẽ đào một lượt rồi mình nhặt một lượt luôn. Chứ nhặt từng cái một mệt lắm. Ô, có sắt nè. Ngon. Vô tình có sắt thật. Cái đá này mình nghĩ là đẹp hơn đá bình thường á. Quan trọng là làm được cái gì thôi. Phải xây mấy cái nhà là cứ phải đá đẹp lên tí xây nó mới thích. Các bạn thấy gọi là Best Builder chưa? Đấy, Vũ Lít Best Builder Việt Nam. Bui xấu VKL ra. Mình đã từng chơi Minecraft thợ xây rồi đấy. Theo nhiều bạn biết thì mình đã chơi. Đây rồi, có khối vàng này cũng ngon. Khối vàng này nhặt về mod làm Lucky Block. Không biết là có mod Lucky Block không. Nhưng cái mod cái đầu mình vẫn chưa xóa được. Như bạn nói là có cái chữ Chrome gì ấy. Nhưng mà mình tìm thì
nó không có mod đấy, mình cũng không mod head nữa. Chữ HAD ấy, mình cứ nghĩ là cái chữ mod có chữ HAD là sẽ có, nhưng mà không, tuyệt nhiên là không. Nhập này mệt quá nhỉ. Bây giờ mình như vỡ lẽ là lẽ ra phải xóa cái mod này đi. Bây giờ mình chả nhớ là mod gì để mà xóa nữa. Để xem nào. Đây. Ok. Mình sẽ bỏ cái đá vừa nhặt vào đây. Ô, đá này không làm được à? Đá này không xây được rồi, chỉ có đá này mới xây được thôi. Đá này có rất nhiều loại đá đẹp đấy. Mốt sẽ dùng để xây, cái còn cái đá andesit này không xây được. Đá ghẻ. Vứt cả khối luôn. Cả block luôn đấy. Cái này sướng một chỗ là vứt cái gì đi thì không cần phải nhặt lại. Wow. Dưới kia chắc có kim cương ấy nhở? Theo các cậu là dưới kia có kim cương không? Theo mình là có mùi kim cương ở dưới đấy rồi đấy. Từ từ. Đào. Hay lắm. Mình bắt đầu ngửi thấy mùi kim cương ở dưới kia rồi. Bây giờ ăn hết cái đống sắt này đã. Đấy, dưới kia có kim cương kìa các cậu ơi. À, phù thủy, phù thủy. Chết là phù thủy xịn. Mèo. Trời ơi. Whistle cat. Vãi cả nồi. Thôi, em sẽ không gây sự với các anh nữa. Đấy, mình đã nói là mình có thêm rất là nhiều loại quái còn thấy không? Chưa gì đã ra một con rồi. Chưa kịp nói, cứ ngắt lời thì đã ra một con gọi là Whistle cat rồi. Cái này không mặc được người không? À, cái này mặc vào người trời tối thôi. Các bạn thấy sao? Chưa gì đã có một con mèo điên rồi. Úi rồi ôi. Nó cắn mình chết luôn. Cái gì á? Lại có một con quýt giờ à, không phải con skeleton. Bắn lắm thế. Cái gì á? Đấy lại một con quýt chờ địa, con skeleton điên kìa. Bắn liên tục luôn. Con này skeleton light zombie à? Để mình ra mình mổ chết mỡ đi, thằng này. Lao lếu. Con này tên là con gì ấy nhỉ? Sao? Nhìn ngầu đấy. À, ui nó nhiều máu thế, nó mạnh quá. Nó mạnh quá. Hai con lận. Ây à, nó bắn đầu thế. Thôi mình, à quên mình chưa có giáp. Ây à, nó bắn vào đít. Thốn quá, thốn quá. Chạy, chạy đã. Đấy, bây giờ mình đã cho các bạn thấy một số loại boss mod mới. Một số loại boss cực mạnh luôn. Và cái phiên bản này là cái phiên bản chuyên gia PvP. Vì thế mà cái khả năng PvP của mình thì các bạn cũng biết rồi đấy. Nó không phải thuộc một cái loại gọi là cao thủ như là những dân chơi PvP khác. Vũ Lít chỉ là một con gà sinh tồn thôi. Cho nên là nói về PvP thì cũng em cũng xin tạm thời rút lui nhá. À không biết là cái đất này có làm được không nhỉ? Để mình thử miếng đất nhá. Ok. Nhặt. Nhặt. Ok. Mình sẽ thử xem có cái đất có làm được không. Đất được không? Đất cũng làm được nè, rất nhiều loại đất luôn. Mình mốt mình sẽ xây cái chuồng xí cho mấy con bò lợn gì nó sống thì mình sẽ xây cái chuồng xí bằng đất này. Chắc là có ở chỗ tập trước mà chui vào không? Chắc không phải đâu nhỉ? Xem nào. Ủa, mất map à? Trời ơi, giờ cái này nó lại mất map rồi. Lại giống cái series công viên khủng long à, lại giống cái series gà sinh tồn mod rồi. Thôi không sao, mất map cũng bình thường thôi. Mình bị mất map hoài có sao đâu. Nói chung là có keep inventory là ok hết. Mất map thì nó cũng không quan trọng lắm. Đây rất nhiều kiều rồi. Nói chung là cứ ăn sớm ngủ sớm là được. Rồi sao mình sẽ xây nhà ở đây, bởi vì ở đây có rất nhiều gọi là thú thú vật, thú vãi. Ở có ngôi làng đây nè. Hình như tập trước đâu có ngôi làng đúng không? Như tập trước không ngôi làng mình chả nhớ nữa. Mình sẽ chơi trò chơi. Lâu quá không chơi trò chơi rồi. Bây giờ phải chơi trò chơi để xem nó thế nào. Qua 40 giây là mình sẽ win và không biết nó sẽ cho một nhiều kim cương như trước không. Mình cũng đang rất là cần kim cương luôn. Hy vọng là cho kim cương nhé cưng. Chơi thua nhục cái mặt nữa. Ui nhanh thế, nhanh thế. Không, như mấy cái này thì mình đủ đủ sức để chơi mà. Ui giời. Nó bay như chim ấy. Cố lên nha, win cái này đi để có đồ để mà xài. Có đồ để mà xài. Đỡ phải đi xuống mấy cái hàng, xuống hàng toàn mèo điên thôi. Đậu phộng vừa vào bị mèo nó cắn chết rồi. Rồi xong rồi. Cho em cái gì đây cưng? Mình nghĩ được 8 điểm. Ôi rồi ơi. Đấy. Ruby nè, chết ngựa đây. Ui, rất nhiều đồ. Không bố có biết. Đấy có một ngôi làng này.
Không, chắc là mình sẽ xây một cái nhà đấy chứ. Sống nhờ thì cũng hơi nhục nhờ. Mình sẽ không vào nhà người ta sống, mình sẽ xây nhà đây. Mình chỉ ăn trộm đồ thôi. Đấy, mình chỉ xin mấy cái cây cà rốt này thôi. Rồi bây giờ cất mấy cái cà rốt này lên, nhặt vào đã. Ok. Mấy cái cà rốt này hơi bị khó xài á. Con ngựa đây cũng được, mốt thì đi đánh ngựa, đánh rồng đánh giếc thì mấy con ngựa này cũng tuyệt lắm. Rồi bây giờ quan trọng là có chỗ xây nhà đã. Kiếm cái chỗ là xây gần bọn dân làng là có gì tối phụ nhau nữa. Có gì gặp thằng dân làng đẹp trai khoe to quá thông đít nữa. Mình xây nhà bằng gỗ bạch dương nhỉ? Gỗ bạch dương, lấy gỗ bạch dương xây nhà cho sướng. Tội quá hay xây vào nhà bằng mấy cái đồ xấu nhỉ? Ok. Quan trọng là nhà nó lâu. Đấy. Gỗ bạch dương. Bạch phiến. Gần như là cũng rất là nhiều gỗ bạch dương, có rất nhiều lợn bò này. Không có bò thôi chứ lợn với lại gìu cừu thì nhiều. Mốt mình sẽ đi dụ bò về. Không biết là gần đây có bò không. Không có bò mệt lắm. Không biết là cái mod kia là cái mod quái gì, mình chỉ muốn xóa đi. Mấy cái đầu người và đầu gà sinh tồn đấy. Game chả tôn trọng người chơi gì. Đậu phộng cái đầu người ta đâu phải trò để đùa của mấy ông. Thích thì lôi đầu người ta ra vậy hả? Đéo vé ca lù. Đây có cừu kia à? Chắc mình sẽ xây nhà một cái căn nhà bé nhỏ xinh xinh ở đây. Đây lại trò chơi rồi. Sướng thế, cái này cứ chơi mini game thôi là vô địch luôn. Chơi mini game thế là cứ hoa mà chơi. Mình thấy hoa nó cũng dễ vãi ra mà. Nó không có cái gọi là u cha ha nhỉ. Chơi cái đấy cho ra mấy cái đồ xịn đi. Lần này hy vọng là nó sẽ ra cái gì hay hay hơn là cái cục ngọc lục bảo ghẻ đấy. Lại xem nó ra cái gì nào cưng ơi. Cho ra cái gì hay hay tí nhá. Đừng có chỉ cho ra một cái cục ngọc lục bảo nữa, tôi cũng buồn lắm. Úi rồi. Bao nhiêu điểm, bao nhiêu điểm, bao nhiêu điểm, bao nhiêu điểm. 1.000 điểm, 1.000 điểm, 1.000 điểm. Trước mình chơi được 800, 700 mấy điểm không? Có lần mình chơi được 800 điểm luôn. Đây rồi, ba cái đầu. Càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng ít, nhanh lên. Ra hết đây, ra hết đây. Rồi 800 điểm rồi. Rồi 840 cao nhất từ trước giờ luôn. Hình như là mình nhớ mình lần chơi cao nhất 800 điểm. Cái gì cái dương á? Trời, nó cho cái dương không luôn đấy. Không biết mở dương ra gì đấy. Vâng, thì ra cái ngọc lục bảo là cái ngọc lục bảo là cái ngon nhất rồi. Vậy là hai lần mình được đồ ngon nhất rồi. Ô kia kia. Lại có mini game ở kia nữa, thôi mà từ từ chơi. Chơi mini game nhiều quá mọi người lại chửi. Mặc dù chơi cái đấy rất là thích nha. Mình rất thích chơi đấy. Các bạn mod tải cái mod này về thì nhớ là sử dụng cái đấy để chơi nhá. Cái mini game mới chơi thích vồn nữa. Đây gần đây cũng cái hang à, chỗ cái hang này nhìn quen lắm. Như cái hang này là cái hang mình xuống mà đúng không nhở? Mình nhớ mình xuống cái hang cũng giống như này này, không biết có phải hang này không. Ok. Và lấy một ít gỗ rồi đã, về về xây nhà. Công trình kiến trúc sư vũ lít. Ok. Thấy căn nhà đây bởi vì nó có rất nhiều cừu với lại bò gần đây thì dễ dàng hơn trong cái việc mà phát triển nông nghiệp và nông thôn. Sao làm cái xẻng đây nhở? Làm cái xẻng. Ui mình có hai cái bàn chế tạo đây. Giàu quá, giàu quá. Mình có 6 cái kia gỗ đấy rồi. Đây. Mình có tới tận 6 cái 6 cái kim cương mà. Ghê không? Bây mình sẽ làm xẻng kim cương luôn. Dân chơi không sợ mưa rơi. Ok. Mưa rơi to quá, dân chơi đi về. Đấy. Đất đá cứ để nó rơi đây, khỏi cần nhặt lên làm quái gì. Chó mệt. Đùa chứ phải nhặt lên để đắp xuống dưới kìa. Đắp xuống dưới cho nó cân bằng tí. Phun à. Vứt cái quái gì bây giờ, vứt quả, ăn quả táo chứ tội quá thì vứt đi nhỉ. Thôi vứt đi. Tạm thời là ơ. Nhặt 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 nhặt. Ok rồi sẽ đắp vào đây cho nó bằng phẳng lên tí.
Để xây cái nhà ấy mà. Xây đến nhà đó mà mấy cậu ơi. Đấy, đào hết cái chỗ này đắp qua bên kia là xong. Quá là vừa vặn luôn. Ok. Ôi, chết chết chết, sới sới hết đất xây nhà rồi. The fuck, đất xây nhà của tôi. Sới ra làm quái gì, bây giờ làm nào để cho nó hết sới nhỉ? Chắc phải đào đi, đào lên đắp lại. Dùng cái khác nhá. Rồi, cũng được. Ok, mình đắp quen đây nữa là xong. À, có chỗ xây nhà. Thế này mình sẽ tập trung xây nhà đây. Đó. Ok. Sắp xong rồi nhỉ? Gì? Ơ, chết 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 chết. Hung thần, hung thần. Hung thần này, hung thần này. Đậu phộng, nó đào ra mấy con hung thần này cũng bực mình vãi. Đấy. Chỗ to to này xây nhà cũng ok đúng không? Đói đúng không? Ăn cái. Táo dưới đất. Rơi chưa quá 10 phút vẫn nhặt lên đớp được, không sao. Vẫn tươi và ngon lắm. Ok, bây giờ mình sẽ thử xem một cái từ đập mấy cái cỏ ra đã. Vỗ đi cừu, cút khỏi cái chỗ anh tính xây nhà, nhanh. Chỗ để cho mày chơi ở đây à? Đậu phụ. Ok, bây giờ ok. Đây cái hàng dùng để chuyên gia xây nhà đây. Thôi mình đâu có muốn xây bằng cái gỗ này đâu, mình đã quyết định là xây bằng gỗ bạch dương mà. Ui. Vậy là nguyên khối không không làm được à? Bây giờ phải tách ra. Vứt cái gì đi bây giờ nhỉ? Vứt đá tạm đi. Gỗ bạch dương. Cho thành cái nào bây giờ ấy, cậu nhỉ? Mình không biết cái nào đẹp hết đấy. Mắt thẩm mỹ mình nó cũng hơi thiếu, chắc là cái này đẹp nhất rồi. Theo mình nghĩ cái này đẹp thì mình xài cái này vậy. Cái này cũng đẹp phết, nhìn như gạch chứ. Đấy. Con này lượn, đậu phộng nhà người ta cứ chui vào lượn 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 lượn. Con này y như con chó nhà mình luôn. Nó cứ thấy mình ở đâu nó chui vào. Nói mãi không chịu nghe. Cút chưa? Giết bây giờ. Bây giờ sao để nhặt này lên full mỡ đồ á? Quăng cái gì đi? Quy quy quăng. Quăng. Rồi bây giờ lại xây nhà tiếp. To đấy chưa nhỉ? Thôi xây nhà cấp 4 thôi, ở tạm. Xây nhà to quá làm quái gì. Cửa sẽ ở đây nhá, đây, hai miếng làm cửa. Ok, kiến trúc sư Vũ Lít. Đấy. Con này, con này đậu phộng mày. Như kiểu là nó nhớn đến mình hay sao á. Đấy. Nhà hơi lệch tí, không sao. Đó, đẹp ngay. Xây nhà là cả một cái vấn đề ở trong Minecraft. Ok. Cũng tốn kém phết đấy chứ không phải nhờn đâu. Bây giờ chúng ta sẽ lại dùng cái này tiếp để lấy thêm. Mình vừa lấy cái nào quên bá mất rồi, như cái này. Đúng rồi. Làm tiếp. Đây. Mình nghĩ là ở đít thì nó sẽ. Rồi bây giờ làm một cái, trời sắp tối anh em ơi. Làm nhanh chóng còn lượn nữa. Không chết đấy. Đun bây giờ mình sẽ ra mình đào một ít cát để có gì đun nữa. Ok. Mình hiện tại chưa có giường, chỉ có túi ngủ thôi, chắc là ngủ tạm vào trong túi ngủ chứ. Không cũng chết đấy. Tối trong đây cái trò này quái nó ghê vê lù à. Nó không có đơn giản như mấy con quái ở cái Minecraft thường đâu. Hay là những cái mod bình thường mình hay chơi đâu. Mấy cái mod bình thường mình hay chơi là bình thường thôi. Cái mod này nó gọi là siêu kinh điển luôn. Quái nó mạnh vê cả lù luôn. Rồi là ngủ giấc. Túi ngủ rồi. Đấy. Ok. Ngon. Ngủ được rồi. Ok, sau khi tỉnh dậy trời cũng sáng. Đừng có con zombie quái nào xuất hiện đây nhá. Rồi bây giờ lại xây tiếp. Quá trình xây nhà của mình nó chưa thể chấm dứt ở đây được. Đây. Ở sau đít thì chỉ nhìn thấy rừng thôi và rừng có rất nhiều rắn, vì thế mình sẽ bít lại để cho tránh cái tình trạng mà rắn giết các thứ nó vào nhà. Nên mình sẽ xây thêm một tầng nữa ở trên. Bây giờ vẫn phải đi chặt thêm cây rồi chứ từng đây gỗ không đủ.
quá ít so với quy định của nhà nước đưa ra. Ok, rất là nhiều, chặt 3-4 cây nữa chắc là đủ. Ok, các bạn nào mà mốt mà tải cái trò này về thì đừng có mà chơi cái mod nhặt đồ nhé, rất là khắm. Các bạn nghĩ là nhặt nó dễ thôi tại mình nhặt 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 nhiều nó quen, chứ các bạn nào mà lười lười là chơi cái mod này cái đập máy đấy, mình nói thật luôn, chơi mệt vãi lồ ra, là còn phải đi nhặt từng cái một nữa. Nhưng mà lựa ra để nhặt cũng được, chứ cái gì nó cũng rơi hết vào người thì nó cũng hơi bị khó xài, đúng không? Hồi xưa mình cũng kiểu như là chơi Hexit hay là chơi Crazy Grab ấy, đổ ra quá trời luôn mà cứ rơi ra nó nhặt hết vào, cũng bực mình đấy. Bây giờ thì lại phải đi nhặt từng cái một cũng bực mình, bây giờ mình chả biết là phải như nào cho nó không bực mình nữa, nhưng mà công nhận là bực mình vê lù. Và mình sẽ xây để bách vua lên, chỉ những người đẳng cấp mới có thể lên được, và đó là mình hay quá, hoan hô mình, ai lớp mình, chịch mình. Ok, kìa, mình đâu có ý định xây nhà cao quá đâu, thôi cao quá cũng được nhỉ, xây cao cao lên cho đỡ bị kia, cha xây thêm một một cái ở trên nữa chứ, xây lùn quá ở nhà kỳ 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 bắp quá. Ồ, xây thêm một tầng ở trên đây, mình còn 37. Ok, cái nào nhỉ, cái này cũng dậu ở đây là nó cứ hơi bị lún lún lẫn. Giờ này mình già rồi, mình lún lẫn quá, 30 mấy tuổi rồi, nhanh thật, sắp chết rồi, sắp xuống lỗ rồi. Đây, mình sẽ xây thêm đến đây. Đấy. Đó, đẹp chưa? Ở trên trần thì mình sẽ gọi là tạo một chút gì dấu ấn đặc biệt linh hồn của ngôi nhà, chứ là mình sẽ làm một cái chất liệu gỗ khác, chứ mình không chơi gỗ này nữa. Gỗ này thì nó mình đã gọi là xây của nguyên căn nhà rồi. Nhìn như resort pack ấy nhỉ. Thật đấy, nhìn như resort pack ấy. Đây, mình sẽ chơi một loại gỗ khác. Đó chính là gỗ. Gỗ nào nhìn đẹp đẹp tí nhỉ? Hay gỗ nào nhìn đẹp nhất nhỉ? Bây giờ mình theo theo con mắt thẩm mỹ của mình thì có hai loại gỗ, gỗ này và gỗ này, thì mình chọn gỗ này. Gỗ này nhìn nó sang chảnh hơn, nó nhìn cái này, gỗ này nhìn nó giống như kiểu là đá. Đấy. Gỗ này nhìn như kiểu là đá, nhìn đẹp hơn. Cái đá mà đỏ đỏ ấy, bạn nhớ không? Đấy, nó giống cái kiểu đá đỏ đỏ đó. Nhìn nó sẽ chất lượng hơn, thật là tuyệt vời hơn, nhìn nó muốn thông hơn. Đó chưa? Lẽ ra là ở vách thì mình xây vào cái nhà này sao? Mình thấy cái nhà này nó hợp ở vách hơn chứ nó hợp ở mái. Nhìn mình để trên mái nhìn nó xấu xấu thế nào ấy. Đúng là cái con người không có mắt thẩm mỹ chứ khác. Rồi ok, mà cũng chả sao đâu, mình cũng quen rồi. Mình cũng bị chửi quen rồi cho nên dù có bị chửi nữa thì nó cũng chỉ vậy thôi. Thế nhá. Ôi, vậy là không đủ à? Vậy chắc là lại phải chết. Có khi nào không đủ không trời? Ở bên mình lấy bó mới này vào xem nó có ra không gì nhỉ? Đấy, vẫn được, vậy thì thoải mái. Đây, đấy, 30 chẳng không đủ đâu. 30 sao đủ? Đấy, 64 không đủ mà đúng không? Bây giờ 30 sao đủ? À, hình như đủ á, mình nghĩ là đủ, vừa đủ luôn. 17 16, đúng rồi, đủ rồi, dư. Mình cứ nghĩ không đủ anh ngờ là dư luôn. Dư 4 cái cũng không sao. Đấy, bây giờ căn nhà nó bắt đầu gọi là có tí gọi là triển vọng rồi. Bên kiểu này mình thấy nhà ta đẹp mình vào đúng không? Mấy con lợn này biến ngay, biến ngay. Nhà anh đâu phải là cái chỗ để cho chú chơi, hiểu không? Lượn 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 lượn, nhà xịn. Đấy thì tạm thời thì căn nhà cứ tạm thời căn nhà dang dở đã. Rồi mình sẽ kết thúc tập này đây, và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên like và share video cho mình nhá. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hơn. Và nếu tập này đạt được càng nhiều like thì tập sau mình làm càng dài. Thế nhá, bye bye anh em.